Tiền sử của em là bị viêm xoang ạ. Vâng, thì đến lúc mà em đi chữa xoang, khỏi xoang thì có một thời gian mà em không để ý đến người ta. Thì đến lúc mà ở nhà dân em nghe được điện thoại, thì em đã được ra đến đi khám. Thì bác sĩ bảo là quá muộn rồi, mình không chữa được nữa. Thế không em sẽ tính được. Cô nhìn điếc hoàn toàn. Vâng. Bây giờ em lấy cái tay em chạy bên cái lỗ tai này, chạy cái lỗ tai này, chạy cái lỗ tai này để được. Rồi bây giờ nói nghe không, bên lỗ tai nghe không? Nghe không? Nhỏ nhỏ nè, tức là vẫn nghe được cái gì đó. Bây giờ ví dụ như em quay mặt qua đây đi, giờ tôi nói là em bao nhiêu tuổi? Em đã lời đủ với mẫu nhắc bệnh gì? Rồi có chồng có con chưa? Chưa rồi, chưa rồi. À, mà nghe nhỏ ha. Bây giờ tại vì tôi giảng xong rồi tôi cho một người coi video, coi cái phim bài giảng ra, giờ tôi làm thực hành. Khi mà một người bị cái lỗ tai vậy đó, là chúng ta sẽ chữa cái bên lòng trước, bên sau. Thì sau khi khai thông và khai thông huyết mạch xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ bơm máu lên đầu. Thì bơm máu lên đầu thì chúng ta sẽ dùng hai cách, một cái là bóng chặt ở dưới nách, hai là cái khóa là khóa ở hộ khẩu. Và tôi làm một người nhìn nha. Rồi mọi người nhìn đây, tôi khóa hộ khẩu đây. Rồi em nhìn cái tay nhìn bóng đi. Mọi người nhìn đây nha. Khi mà khóa hậu khẩu và khóa nách thì cái mạch máu nó nổi lên. Thì chúng ta sẽ dùng cái ngón cái, chúng ta chặn ở cái mạch máu ở đây. Và một cái tay là chúng ta làm ở đây, chúng ta lướt nhẹ lên trên mặt da, đẩy mạch máu. Đây nhìn này mọi người nhìn nha. Chúng ta nè, đẩy 10 tới 15 cái. 1, 2, 3, 4, 5 ha. Rồi rồi mọi người nhìn này nha. Rồi tôi đẩy 1 tới 15 cái. Sau khi tôi đẩy xong rồi, tôi dùng cái ngón cái ở đây, tôi chặn ở đây và tôi đẩy mạch máu ở đây. Rồi khi đẩy mạch máu đi xong rồi, tôi sẽ đẩy hai ngón cùng một lúc những cái mạch máu đẩy đây, đẩy lên. Rồi khi đẩy lên xong rồi, tôi bỏ cái khóa ra và tôi lấy cái tay tôi khóa hộ khẩu bằng cái tay thôi, và tôi lấy cái tay tôi lướt lên như nè. Tôi lướt lên, tôi đẩy máu lên này, nhìn này nha, tôi lướt lên nè, tôi đẩy máu lên, tôi lướt lên, tôi đẩy máu lên, tôi lướt lên, tôi đẩy máu lên, và tôi làm như vậy á là được khoảng 5 cái xong rồi. Bây giờ bỏ cái bóng qua bên nách bên kia, giờ tôi lại khóa ở bên đây và ngón cái tôi chặn cái mạch máu này, và đây tôi đẩy mạch máu này. Mà nhớ nha, là đẩy chứ không phải ấn sâu xuống nha, mà ta lướt vô mạch máu này, thấy chưa? Rồi khi mà tôi lướt qua mạch máu này xong rồi á, tôi nắm chặt ở đây và tôi đẩy ở đây, và khi đẩy ở đây xong rồi á, tôi dùng hai ngón tay đẩy cùng một lúc, và đẩy xong á, mỗi lần tôi đẩy 10 tới 15 cái xong tôi bỏ ra, tôi khóa hậu khẩu đây và tôi lướt cái tay tôi bóp, tôi bóp làm gì? Tức là tôi vừa đẩy cái tay lên cái mạch máu và tôi bóp nhẹ nhẹ lên, và tôi làm mỗi bên vậy là 5 cái. Ok, rồi hai người một lần cho nhau. Phần này á gọi là phần bơm máu. Bơm máu là mục đích làm gì? Là để máu đưa lên bên đầu. Do đó là mình á là phải dùng cái thứ nhất cái bóng này để chặn vô cái nách. Vì á là máu từ tim mà đi ra, nó sẽ bơm ra hai cái tay này. Bây giờ mình chặn lại thì máu nó sẽ không ra ngoài tay được, mà nó phải đi ngược vô trong.
đi ngược vô trong ấy, thì đương nhiên là máu động mạch không thể nào đi trở về được, mà nó sẽ đi đâu thì lên đầu. Nhờ vậy ấy, mà mình bơm máu lên trên đầu ấy, thì nó sẽ làm cho những cái mao mạch ấy, ở trên đầu, ở trên bán cái cục não, ở trên tay nó giãn đỡ ra, và cái lượng máu nó vô vô nhiều và nó làm cho đôi tay mình bật đi. Và ngay cái chứng ấy, mà rối loạn tiền đình hay là thiếu máu não hay là ù điếc tay, rỉnh tay là điều do máu lên trên não đủ. Mọi người nắm được chưa? Thật ra là giờ tôi sẽ vô máu lên, mọi người xem cái cách tôi làm. Chúng ta bỏ cái bóng vô đó, rồi kèm lại xích vô đi một xíu. Rồi, mọi người nhìn này nha. Thì khi mà muốn bơm máu cho lên trên đây được là làm sao? Chúng ta phải bơm từ ở đây. Và mọi người nhìn đây nha. Đây là cái cơ này á, là cái cơ đây là cơ ngực, còn đây là cơ delta. Thì chúng ta sẽ làm giữa cơ ngực và cơ delta ha, thì cái rãnh này nè, thấy không đó, thì cái tay ta sẽ đặt ở đây, thì cái này gọi là cơ nằm giữa cơ ngực cơ delta, thì cái tay nó tròn vậy nè, mọi người thấy tôi nắm tay không? Và cái một cái nữa là tôi vịn cái đầu để chi máu ở trên dồn xuống và máu ở dưới tôi bơm lên, tôi đẩy lên ha. Và cái mà chúng ta quan tâm là chúng ta nhìn cái lỗ tai của này, khi mà tôi đẩy máu lên được á thì cái lỗ tai nó sẽ từ từ đỏ lên ha. Nè tôi đẩy nha, 1, 2, 3 tôi đẩy cho tới 15 cái. Rồi sau khi tôi đẩy 15 cái xong rồi, em lấy cái tay vịn lại, vịn ra. Rồi sau khi xong rồi thì bắt đầu á là tôi tiếp tục tôi đẩy cái máu ở chỗ này, và mọi người thấy cái xương đòn ha. Và tôi lấy cái ngón cái đặt vô, thấy chưa, đặt nằm dưới đây một gan nè, thấy chưa, đó đây nè, thấy không? Và tôi đẩy máu lên, chi đừng có ngồi sát quá, thấy chưa, che sáng ta. Rồi mọi người ta đẩy lên nè. Rồi và tôi đẩy lên vậy á, rồi tôi hỏi người bệnh á là em có nghe cái mặt nóng lên không? Có nghe mặt nóng rồi ha, nhưng mà chưa thua mà nhìn thấy lỗ tai mà thấy, mọi người thấy đỏ hừng hừng lên ha. Thì bây giờ ta bắt đầu ta đẩy cái, đây là cái cơ ức đoàn chủm, nhìn kỹ nha, đây là cơ ức đoàn chủm ha. Rồi tôi lấy cái ngón cái tôi đặt, bác đứng ngoài sau vậy, tôi đặt ra ngoài sau đây, và tôi nắm cái cổ dây tôi đẩy nè, mọi người thấy tôi đẩy nha, tôi đẩy bằng cái này nè ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 nè, tôi đẩy xong rồi. Thì cái đây là xương hàm, và giữa xương hàm và cái đoàn chủm nó có một cái động mạch gọi là động mạch cảnh. Thì tôi sẽ sờ vô, tôi thấy cái nhịp đập ở đây nè, và bắt đầu tôi đẩy lên. Mà tôi để cái ngón cái này á, tôi để ngón cái này á là vào cái bề mặt của thành động mạch thôi, không được ấn sâu quá, nó làm cho tắc cái động mạch cảnh của ta ha. Và chúng ta đẩy lên, rồi chúng ta có thể đẩy 15 cho tới 20 cái. Rồi sau khi đẩy tới 15 20 cái xong rồi đó, thì bắt đầu mọi người dùng ngón cái và ngón trỏ ta vê cái vành tay của người này ha. Thì bây giờ bắt đầu, từ bây giờ là tay bắt đầu nóng lên rồi đó. Và ta đẩy chừng 5-10 cái gì đó, rồi ta bắt đầu đẩy cái bàn tay trong. Đây, ta vê cái bàn tay trong. Và khi vê cái đồng và bàn tay trong xong rồi ha, thì ta lấy 5 cái ngón tay đây ta quào. Thì khi ta quào này xong rồi đó, thì mọi người nhìn thấy cái lỗ tai bây giờ đỏ tươi lên rồi, thấy chưa, là máu nó vô đều rồi ha. Rồi thì chúng ta sẽ dùng cái ngón cái trỏ nắm ở đây nè ha, và ta đặt cái ngón tay bể vô đây, ta bẻ ra một cái ha. Rồi ngón này cũng vậy, ta nắm đây ta bẻ ra một cái ha. Rồi tiếp nữa ta dùng ngón trỏ ta đút vô trong cái tay nè, ta nắm nè, ta kéo ra một cái ha. Rồi ta dùng ngón cái đút vô đây và tôi bẻ ra một cái, là coi như chúng ta hoàn thành rồi. Thì nghe lỗ tai nghe nóng hết chưa, nóng rồi. Thì nhớ nha, mà mình làm là sau này là cái ngón này với cái này phải cắt, vì cái này mà mình đút vô tay người ta mình quất cái là coi như tiêu luôn. Ok, bây giờ bắt đầu chuyển qua đây, bây giờ bắt đầu chuyển qua bên tay bệnh nè. Rồi nè, thì bây giờ bắt đầu tôi chuyển qua tay bệnh, thì cái này kẹp vô đây nè, nhìn này nha.
Rồi bây giờ là mọi người nhớ rồi nha, cái này là cơ delta, cái này là cơ ngực. Tôi lấy cái tay tôi đặt trọn cái tay này vô đây, tôi đặt cái vô mạch máu này, tôi chận cái đầu ha, và tôi đẩy. Rồi tôi đẩy xong rồi 15 tới 20 cái. Và bây giờ tôi đẩy, mọi người nhìn cái xương đòn này ha, và mọi người nhìn tôi ngón tay cái tay tôi đặt, thấy chưa, thấy chưa, đó con gái đặt đây ha. À, rồi tôi dịnh đầu tôi đẩy tiếp. Rồi sau khi đẩy tiếp xong rồi bắt đầu tôi mới kích thích cái cương đoàn chủm, cương đoàn chủm đây ha, và tôi đẩy. Rồi khi đẩy xong rồi thì tôi sẽ đặt cái ngón cái vào giữa cơ ức đoàn chủm và cái xương hàm này, tôi tìm cái động mạch cảnh. Nhớ là khi ta đặt cái ngón cái vô ngay cái động mạch cảnh á, là chúng ta chỉ đặt trên cái thành của động mạch, không được ấn sâu quá, làm cho máu nó bị tắc không lên trên não được. Và chúng ta sẽ đẩy nhẹ kích thích lên, một đẩy 15 tới 20 cái. Rồi khi đẩy đường 15 tới 20 cái xong rồi á, là bắt đầu chúng ta làm cái gì, xích vô chút. Rồi chúng ta sẽ làm gì, ta dây dây cái ngón, dùng ngón cái và ngón trỏ. Mà ở đây dây thấy cô này cũng nhăn mặt không, tức là cũng đau hơn so với bên kia. Bên kia là mặt tỉnh bơ không có gì hết, thì cái bên tay bệnh thì nó hơi đau hơn nè. Thì chúng ta xây về chi biết không, để kích thích cái máu nó bơm vô đây. Rồi khi kích thích xong rồi là ta làm cái với tay trong, là ta làm này ha, ta làm với tay trong và đẩy cái tay trong ta làm cho nó nóng lên. Và khi ta làm vậy á, thì cái lỗ tai bắt đầu nó nóng lên nhiều rồi. Rồi ta sẽ dùng 5 cái ngón tay ta vào để cho máu bơm vô. Rồi khi máu bơm vô rồi, thấy cái tay đỏ lên chưa à, thì ta dùng ngón cái và ngón trỏ để mà kéo cái này lên nè. Một, thấy không, ở đây nè, ta nắm tay kéo nè. Hai thì là hơi mạnh tay chút xíu, nhưng mà phải mạnh tay thì mới có hiệu quả ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ dùng cái ngón trỏ ta để vô sâu vô tay ha. Và mọi người nhìn tôi cầm nha, cái tay nắm là tôi kéo nè, kéo ra nè. Rồi cái ngón cái tôi đút vào đây ha, và tôi đẩy ra nè. Rồi thì bây giờ là cô này tỉnh hồn rồi, bây giờ nghe lỗ tai nghe nóng hết rồi ha. Rồi bây giờ em chặn cái tay bên kia đi, bỏ bên ra rồi chặn em có mà chặn bên kia. Rồi bây giờ nói nghe chưa, nghe rõ hơn không hả, nghe rõ hơn ha, tức là không có dùng cái này thì chỉ nó chặn cái này thôi. Bây giờ là chặn lại đi, lấy cái tay uống để tay dài quá. Rồi bây giờ nói nhỏ giờ có nghe rõ không, nghe tốt hơn là lúc trước không? Thì cái này chút xíu á, chúng ta sẽ ta mới cái này là ta chữa, nhưng mà chút xíu ta sẽ học cái cách để tự chữa này. Thì cái này làm một lần cũng hết, phải làm nhiều lần. Và sau đó nhớ là phải chườm cái đá đó ở vùng gan, và sau khi chườm nóng hết rồi chúng ta bỏ đá ra, ta chườm ở hai cái động mạch cảnh để cho máu nuôi lên trên đây được, thì cái lỗ tai sau này sẽ hồi phục lại. Ok, nghe được chưa? Nghe được rồi Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.